Chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình các bạn. Thì ngày hôm nay mình giới thiệu với bạn một cái phôi mai núi đọt xanh nha. Mai này rất là đẹp nha các bạn. Đây là một cái phôi mai rất là to nha. Phôi này hoành 72, cao 92 ha. Đây là một phôi mà rất là lớn luôn các bạn. Nói chung thì khai thác thì lâu lâu có được phôi lớn thôi chứ cũng không có hoài ha. Nói chung thì cây này rễ này kia là ok nha, không có bị lũa bọng hư gì hết ha, lũa không có hư hao gì hết luôn, rễ là ok hết đó. Nó hơi yếu một bên nha, nhưng mà bên kia thì bên yếu nó vẫn có rễ nha. Chung thì cây này là ok hết. Cái rễ cái thì cũng có cắt nhưng mà nó không thành vấn đề, nó cũng nhỏ nha các bạn. Rồi các bạn yêu thích thì liên hệ chốt cây ha. Cây rất đẹp nha các bạn, về để yêu chậu là hoành tráng luôn đó. Rồi chào các bạn nha.